Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, từ 12 giờ ngày 1 tháng 6, hoạt động tắm biển sẽ bị tạm dừng. Đồng thời tạm dừng hoạt động phương tiện vận tải hành khách đường bộ, đường thủy đến Bà Rịa - Vũng Tàu từ vùng dịch và qua vùng dịch. Các phương tiện vận tải hành khách đường bộ, đường thủy từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi đến vùng dịch. Riêng tuyến vận tải hàng hóa bằng đường thủy đến Côn Đảo được phép hoạt động, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ số người làm việc trên tàu. Người làm nhiệm vụ trên tàu trước khi rời tàu lên bờ phải thực hiện kiểm dịch y tế. Khi lên bờ phải thực hiện cách ly y tế tại nơi lưu trú như đối tượng F2 trong thời gian chờ phương tiện xuất bến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bên cạnh đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tạm dừng các dịch vụ ăn uống giải khát phục vụ tại chỗ, khuyến khích bán hàng mang đi. Trường hợp người về từ những địa điểm đang áp dụng theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ thì địa phương phải đưa đi cách ly y tế tập trung theo quy định. Tỉnh kêu gọi người dân, vận động người thân đang sinh sống và làm việc tại các địa phương có dịch không về tỉnh trong thời điểm này. Trường hợp thực sự cần thiết phải thông báo cho địa phương nơi lưu trú biết để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp.